Dữ vậy mà chứ. Ba con về con phải đấm lưng. Anh ghét không? Mẹ con á, quạo với ba con thì con sẽ nói với ba: anh yêu ơi, có em đây nè. Có cự. Không biết cái quần gì chứ. Từ bảy nó em yêu biết gì. Nghe gì nói chí chí gì mà cần. Con không yêu anh nhưng mà em yêu anh. Con, anh đừng có buồn. Con Lân nó hung dữ với anh nhưng mà em không có hung dữ. Anh về tới là em cười, em chào anh liền. Hai nữa. Em ngọt ngào với anh là đủ rồi. Con Lân nó quạo cậy nó. Không? Chưa gì chân Lân nó nói đồ phản bội. Ba nó về tới hay nó nghe tiếng ba nó vô mà thở cái thì nó bắt đầu lên lên trong đây làm ía, làm vậy đó. Cẩn chết luôn. Trời ơi, còn thêm một cái quen nữa bà ngoại. Ba nó ăn cơm là ngay chỗ cái cửa phòng nè. Ba nó với mẹ nó ngồi ăn cơm mà nói chuyện trong này nó nghiêm nghiêm nghiêm, nó nghe xong rồi nó é é lên là phải đi ra ngồi kế bên ba nó dòm miệng. Ba nó ăn cơm nó mới chịu đó bà. Dữ dằn không? Dòm miệng cái ba nó lấy đồ ăn đút đút miệng nó, cái nó hả ra nó quơ 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 quơ. Trời ơi, cái thấy gì cái Lon bữa nào cũng phải cắt miếng dưa ghe hay gì, dưa bằng kim. Có bữa thì lê, có bữa thì bơm. Bữa trái này trái kia đó, đút vô miệng nó nút, trời ơi, nó nút chạch 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 chạch. Nó nút làm như nó đang ăn cơm chung với người ta vậy đó. Kệ, cái miếng bự bự đó mà nó cứng đó nha. Ăn cơm chung vậy đó. Thấy không? Nhìn ghét không? Làm mất cỡ không chết. Lắm dầm ca cây nó màu xanh. Này, nó nói chuyện nghe tiếng đó nó. Đi ghi dùm miệng mà làm tôi mất cỡ muốn chết. Chính ngay trên đính. Trời ơi. Chính mặt cha. Quanh kia ngồi. Chính mặt quá. Tôi ghi dùm miệng ké, tôi ghi dùm miệng ké, tôi ghi dùm miệng chết luôn á. Vì vậy cũng mất cỡ nữa. Nó ghiền. Bữa nào nó cũng bày đặt nó dùm miệng. Không còn. Không ghét không?